Điểm hẹn Chủ nhật Chủ nhật thứ 28 thường niên Ngày 15 tháng 10 2023 Hiệp hành với người lạc đạo song hành bên chúa lòng so thương song hành bỏ hết mọi vấn vương song hành chỉ có tình mến thương song hành cùng tiến về thiên đường dẹp chuyện xung khắc đập tan mối dây hận thù tình thương tha thứ xoa dịu ân oán thiên thu xót thương chia sẻ bao người yêu đuôi lầm than tìm nguồn uy an đỡ nâng ai bước hoang đàn song hành bên chúa lòng xót thương song hành bỏ hết mọi vấn vương song hành chỉ có tình mến thương song hành cùng tiến về thiên đường lòng luôn yêu mến rộng tay đón ai lỡ làng tìm về bên chúa ru sạch năm tháng đi hoang sống quên ân tình lỡ lầm thiếu sót ngày qua tìm nguồn quê chúa xót thương xin chúa thứ tha trong hành bên chúa lòng xót thương trong hành bỏ hết mọi vấn vương trong hành chỉ có tình mến thương trong hành cùng tiến về thiên đường vâng chào anh chị em và các bạn chúng ta đến với điểm hẹn chủ nhật Hôm nay là ngày 15 tháng 10 năm 2023 và là Chủ nhật thứ 28 thường niên hiệp hành với người lạc đạo. À, lạc đạo là như thế nào? Mời anh chị em chúng ta cùng gặp gỡ người lên chia sẻ với chúng ta ngày hôm nay và chúng ta chào mừng người chị em ấy bằng một tràng hoa tay thật lớn. À, lạc thì có, nó có nghĩa hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là lạc là hoan lạc, là vui mừng. Cho nên nếu mà nói lạc đạo là đạo của niềm vui, của hân hoan, của vui mừng. Nhưng mà lạc đây còn nghĩa là đậu phộng. Biết không? Mình uh, bác gọi là cái gì? Lạc. Lạc, mày đi vào miền Nam, lạc nó trở thành đậu, đậu phộng. Và lạc đây là lạc lối, lạc đường, lầm lạc. Cho nên uh, uh, mình bác bảo mày đi lạc. Vô trong Nam bảo tao đi đậu phộng. <laughs> là đi lạc đường. Thưa anh chị em trong cuộc sống của chúng ta, đôi khi mình đi lạc mà mình không biết mình đi lạc, đó mới là vấn đề. Còn nếu ta biết mình đi lạc rồi thì mình dại gì mà không quay trở về? Có những người đi lạc mà không biết mình đi lạc, mà tệ hơn nữa là biết mình đi lạc mà cứ cố tình đi lạc, cái đó thì chỉ phó thác cho lòng thư xót của Chúa thôi vì họ biết mà họ cứ cố tình làm. Chúa thì Chúa cầu nguyện là xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Còn đây, bây um, làm sao đây? Vì họ biết việc họ làm mà họ cứ làm. Chúng ta cứ cầu nguyện, cứ cầu nguyện. Một ngày nào đó, người ta sẽ nhận ra mình sai đường, lạc lối mà quay trở về Chúa. Như người chị em của chúng ta đây sẽ chia sẻ cho chúng ta biết. Trước tiên thì xin chị giới thiệu cho mọi người biết. Chị tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Ở đâu? Và đang làm gì? cha con Anna Maria Vũ Thị Kiều Diễm Con ở giáo xứ Thánh Phan Xì Cô Sa Vê, Giáo phận Xuân Lộc Biên Hòa Đồng Nai ừ, Bao nhiêu tuổi? Dạ con năm nay 53 tuổi ạ. Ừ, con đang làm gì? Dạ con làm công nhân may ạ. Ừ. Rồi uh, Như chúng tôi giới thiệu là Đây là chúng ta hiệp hành với người lạc đạo Cho trước tiên là chị cho biết là Hoàn cảnh gia đình của chị như thế nào có những khó khăn nào rồi mới dẫn đến chuyện mà mình lầm đường lạc lối? À, gia đình chị bao nhiêu người sống, bao nhiêu người chết? Những cái biến cố gì nó xảy ra đối với chị? Chia sẻ cho mọi người biết. Thưa cha và cộng đoàn, lúc mà bố con mất ấy, thì em con thì nó say xỉn tối ngày nên con cũng buồn xong là bố con mới mất thì bố con lúc mà bố con chỉ biết nói với Chúa là nên Chúa mọi sự tin thác vào Chúa rồi bố con đút ống mà lần thứ hai là cái là bố con là mệt quá không còn sức nữa là bố con ra đi về với Chúa. Xong được 100 ngày thì đến em trai con, rồi dần dần tới hai chị con. Không từ 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 từ. từ. Đi, đi nhanh thế. Ờ, bố chị chết lúc mà bố chị mất thì vẫn còn cái chân trở đó là đứa con của mình Tên là em trai của chị là nó đang là bị uh, rượu chè uh, coi như là bỏ chúa uh, đi vào cờ bạc uh, rượu rượu chè uống rượu như là hũ chìm vâng phải không rồi sau đó thì bố chị mất mà em chị thì vẫn còn đang chìm ngập ở trong rượu chè bố chị mất sau đó thì tới ai mất nữa thế em trai con em tên trai gì? tên là vũ đức duy bao nhiêu tuổi em mới lúc đó là được bốn mươi mấy tuổi à ừ. yeah. Để em trai mất sau bố mất rồi một trăm ngày hả một yeah, trăm ngày thì em trai mất mất vì bệnh gì em mất vì là đột quỵ gì á nó đang ngủ đêm cái là dậy là chết ừ. là lúc ừ. lúc ấy là không kịp nó là chết nó ngủ với ai nó lúc đấy là hai vợ chồng nó là vợ nó giận vợ nó bỏ đi là ở với cái thằng em trai mà thằng bây giờ đang sống ở trong máy ấm nằm thương xót chua ấy cha ừ. Thì nó thằng đấy nó nó đi ra nó kêu thì không kịp nó là Em con chết à, Thưa anh chị em đó là hai người thân qua đời Một người bố thì uh, bệnh gì mất qua đời Bố con là bị bệnh nhà, tắc nghẽn đừng thở Và nằm trong một, một, một hạch ừ. Mà bút ống rồi ra nhưng ngoài thì là Bị <laughs> tắc nghẽn Rồi Một trăm ngày sau thì đứa em trai Mà em trai lại hai vợ chồng lại giận nhau Vợ thì đi ra ở với uh, đứa em trai Rồi chồng còn lại một mình làm ở nhà Rồi ban đêm thì chúa nói mà Con người đến như kẻ trộm Đi chưa? Chuẩn bị chưa? Chuẩn bị chưa? Làm gì có chuyện gõ cửa? Không gõ cửa trộm mà gõ cửa thì ta biết là có gì mà Trộm người đi gõ cửa Không gõ Mà cứ đến là đi thôi Cho nên là nếu mình đang trong tư thế tâm trạng như thế nào thánh kinh bảo đừng để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn nếu trước khi đi ngủ mà mình còn lòng mình còn giận còn buồn ai lo mà làm hòa làm hòa với chính mình mình không giận không buồn không nghĩ nữa để đêm mình đi ngủ được bình an có những người khi ra con mất ngủ đêm qua con tức quá con không ngủ được con buồn quá con không ngủ được có khi vui quá cũng không ngủ được mình tức quá không ngủ được buồn quá không ngủ được vui quá không ngủ được giận quá cũng không ngủ được tất cả những cái đó nếu đêm nay chưa gọi về mình tính sao đó một bài học rất rõ chúng ta nhiều khi nói mình cứ tưởng là nói ai thôi không nói mình chắc không phải mình đâu nhưng mà đêm nay thì sao có chắc không không ai chắc cả không ai chắc cả đó mấy cái ba mấy tuổi mà cái đâu phải là lớn mới đột quỵ đâu Đâu phải là mập mới là đột quỵ đâu Ai cũng có thể đột quỵ hết Chúa gọi là đi Trời khều là dạ Trời gọi ai người đó dạ thôi Cứ vị mình có chịu dạ hay không dạ thì cũng phải đi mình, cái cách dạ tốt nhất là Lúc nào chụp cũng trong tư thế chuẩn bị Nếu Chúa gọi tôi lúc này thì sao Trần Đình Long đi chưa Dạ đi chưa? Đi thôi Đi thôi chào nha đi thôi Đi thôi mình cứ làm hết cái việc bổn phận của mình trong thư thái Thật là thoải mái, chẳng buồn, chẳng giận Mình cứ lâu lâu nhẫn cha có giận con không, cho có buồn con không tôi đúng, ngu gì buồn, ngu gì giận, hỏi anh chi Hỏi chi, cứ suốt ngày hỏi có buồn, có giận không tôi ngu gì không Giận để mà già à? rồi buồn đi mà khổ à Rồi mất ăn, mất ngủ à, tội gì Thế anh chị em, mình hãy tập sống trong lòng thương xót Chúa Bơi lộ trong lòng thương xót Chúa mình đang bơi lộ trong lòng suối chúa thì chúa gọi thì nó trôi theo dòng suối lòng thương xuất chúa về bên chúa chứ chạy đâu mà thoát đừng có bơi lộ trong những cái bể gì khác nó mệt lắm đó là hai người người thứ ba người thứ ba là hai chị con thì một chị họ con bác con bác thôi mà chị cũng cũng không có được khôn cho mấy nhưng mà chị ở với hai người anh hai người một người anh với người em ừ. thế nào chị mới bị bệnh cái gì là cái gì cái trên tia cái đầu thế là chị cũng trong đồ cổ chị cũng ra đi rồi chị cái chị kia cũng bị bệnh như vậy để chết chị nào cái chị hai cái này, chị họ con của bác có người bác hai người chị họ con của người bác cũng ra đi bố đi em trai đi hai người chị con của bác ra đi bốn người còn ai nữa rồi đến mẹ con mẹ con là khổ nhất đau nhất con thương với mẹ con nó lúc mẹ con chết ngay lúc đại dịch kinh khủng lắm nhà bà là có 10 người con nhưng mà một người con mất mười một người con mà người cả mất rồi trong đấy người em mất đấy rồi lúc mẹ con chết là trong khi đám tang mẹ con chỉ mười chỉ còn 9 người mà chỉ có ba thằng con trai nó làm tang cho mẹ thôi mà không được đưa vào thánh đường chỉ làm lễ ở ngoài nghĩa trang thôi cha cha ông ra ngoài nghĩa trang nhà, nằm để nằm lễ cho mẹ con rồi xong đấy là được 100 ngày thì đứa con gái con nó mất đứa con gái nó mất thì nó để uh, bố chết em chết hai người chịu chết rồi tới mẹ chết uh, trong cơn đại dịch mà không được uh, làm lễ trong nhà thờ, không được uh, có ai đến mà đưa tán cả. Đó là tình trạng chung không những ở Việt Nam mà cả thế giới thôi. Cái đó thì mình cũng chẳng biết nói gì hơn, cái gì nó đã qua rồi. Dĩ nhiên là nghĩ lại thì cũng buồn, nhưng mà không được đưa vào trong nhà thờ, không không, không có nghĩa là không ở trong lòng thương xót của Chúa. Có khi đưa vào trong nhà thờ mà vẫn không ở trong lòng thương xót của Chúa Làm lắm tang thật to, đồng tế đủ thứ hết Mà lòng họ có ở trong lòng thương xót Chúa hay không lại là khác Còn không được đưa vào nhà thờ Chỉ đưa ra nghĩa trang nhưng mà cả cuộc đời họ hay, hay, là trước khi chết họ đã dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa rồi Thì chết rồi muốn đưa đi đâu thì đi, có sao đâu Chả sao cả, sắc đất vật hèn cái quan trọng là phần hồn họ đi đâu ấy. Còn cái xác này thì nó muốn thiêu hay nó muốn trôn hay là nó muốn làm gì Chả ăn thùi hết Chẳng ảnh hưởng gì cả Rồi cuối cùng ngày tận thế thì xác người ta cũng sống lại mà Có trôn hay là có thiêu cũng sống lại Có người bỏ thư cha thiêu rồi mốt rồi có sống lại được nữa hay không rồi có người bỏ thư cha lỡ mà con bị bại liệt rồi mới mất, con sống lại con cũng cứ bại liệt mãi hay sao hay là chị này đang méo miệng người mút rồi sống lại miệng cứ méo thì sao? Khi mình sống lại cái xác mình nó không còn bị giới hạn bởi không gian thời gian bởi những cái vật chất bên ngoài nữa mà nó thành cùng với linh hồn trở thành bất tử cùng với linh hồn và xác để hưởng hạnh phúc đời đời là hình ảnh của Thiên Chúa chứ không phải là hình ảnh của những người bại liệt người méo miệng người lũ kha lũ khụ cái bài 90 lũ lụ khụ về mốt sống lại cũ lũ khụ lũ khụ về được đời kiếp kiếp chẳng cùng thì còn ra cái gì nữa cho nên chúng ta đừng có để cho những cái vật chất nó chi phối cái niềm tin của mình rồi mình cứ suy nghĩ quẩn quẩn trong cái chuyện giới hạn vào cái thân xác ở trần gian này mà thôi rồi sau đó thì tới đứa con gái của con cũng qua đời Dạ thì con kể cho chú mẹ con Lúc mẹ được rồi mẹ qua đời rồi, rồi rồi xong rồi tới ai nữa? Thế đứa con gái con. Ừ sao nữa? Đứa con gái con thì nó lúc mà nó mang bầu thì nó đang uống thuốc là nó nó chưa uống thuốc thì nó đã uống thuốc thì nó chưa có bầu nhưng khi nó biết con nó nó có bầu cái là nó ngưng thuốc nó sợ nó ảnh hưởng đến đứa con nó đấy thế là nó nó không dám uống thuốc nữa thế là đến lúc nó xanh nó được xanh được có 7 tháng là nó xanh non rồi cái đầu nó lúc nó được con nó được 4 tháng là cũng nằm ở ở, ở bệnh viện Đồng Nai là hai tháng xong rồi về bệnh viện Phòng Ngọc Thạch này là con 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 nó chết thì lúc mà con con thì nó lúc con để con nó nói là thứ hai là con vợ con được xuất viện thì con cũng nên đài đức mẹ con khấn con nói xin mẹ mẹ hãy hướng dẫn cho con để con biết cách cầu nguyện mà con biết chăm sóc con con ấy con vụng về lắm thì xin mẹ ban cho con con nó được bình an cả phần hồn lẫn phần xác thì đúng thứ hai là con con về nhưng mà về với Chúa chứ không phải về với con. Thì trong lúc con đang đọc kinh, con đang đọc kinh cơ con... Bìa hai câu tôi hỏi này. Bìa con của con nó cũng về nhưng mà nó về với Chúa chứ không phải về với con. Mừng hay vui? Mừng hay vui? Vui, vui nó về với Chúa chứ nó có phải về với mình với mình thiên thua gì? Vì mình ăn thua gì? Tôi hỏi anh chị. Về với chị thì nó chỉ đến thăm chào mẹ rồi, rồi, rồi con phải đi về với chồng với con của con chứ nó ở với chị mãi à? đến chị rồi nó cũng một ngày nào đó thì chị cũng bỏ nó hoặc là nó bỏ chị hoặc chị bỏ nó thôi trần gian này mà có ai ở với nhau mãi đâu mà bây giờ chị nói câu tôi thấy hay mà chị lại ngồi chị khóc rồi tiếc nó nó về nhưng mà nó về với Chúa chứ không về với con vậy thì mình nên ăn mừng hay là mình nên chia buồn ăn mừng chứ ăn mừng chứ nó về với Chúa mà sướng quá đây hạnh phúc quá đây chứ phải không ạ rồi Con của chị nó về với Chúa rồi còn ai nữa không? Không Còn trong... ai đi nữa không? Không ừ. Trong... Để con nói hết cả Trong cái lúc con đang đọc kinh Thôi không cần nữa Nó về với Chúa là được rồi Cứ phải kể lại làm gì rồi lại khóc nữa Cứ thích kể những chi tiết xong rồi ngồi khóc Mình phải nhìn bằng ánh mắt đức tin Thế phải, phải bưng nghiệp cứ mỗi lần kể mình lại khóc Mỗi lần kể mình lại khóc Chứ bảo vậy lòng tin là con để đâu Thấy không ạ? Thông tin có để đâu Mày thì chị tính lại con Nói về bao nhiêu người đi rồi Bố Em Hai chị Mẹ à, Con gái Là sáu người đi rồi Sáu người đi rồi, rồi cậu nữa Cậu ruột nữa Cũng đi nữa Vậy là mấy Là bảy Còn ai nữa không Hết chưa Hết chưa <laughs> Bảy người đi trong vòng một năm Cậu im từ từ cậu bảy người đi cho vòng bao lâu một năm 5, 5, rồi, 5, 5, rồi rồi tất cả những người đó đã ra đi trước thì chúng ta thấy là mỗi lần đương nhiên mình nghĩ đến người ra đi thì mình buồn mình phền mình nhớ chuyện đó, đương nhiên nhưng mình phải vượt qua cái đó không cho mình dừng lại ở những cái cảm xúc để mà khóc lóc sùi vượt qua cái đó thì mình mới chứng tỏ là người tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa rồi, biển biến cố thứ hai là biến cố chính yếu mà hôm nay chị đến chia sẻ với mọi người chủ đề đó là hiệp hành với người lạc đạo, Chị là đạo gốc hay là đạo theo? Dạ, con là đạo gốc, dạ. Ừ. À, lãnh nhận bao nhiêu bí tích rồi, còn nhớ không? Ba uh, bí tích, bi tích rửa tội, bi tích uh, thêm sức, mới có hai, mới hai bi tích. Mấy? Mấy hai, Hôn phối là đúng ba đúng không? Mấy? Ba, ba, ba. Cho chị. Uh, uh, Tính lại Thứ nhất là Rửa tội Thứ hai Thứ hai là thêm sức, sức. Thứ, thứ ba... ba là phép hôn phối Hôn phối Thứ bốn Mình Thánh Chúa Thứ năm Giải tội ạ Rồi Về kể thứ tự lại Thứ tự trước sau Thứ nhất là bi tích Mới sinh ra lãnh nhận bi tích Rửa tội ạ Rửa tội xong thì bắt đầu lãnh nhận bi tích Thêm sức chưa bí tích gì hòa giải hòa giải xong rồi bí tích gì thêm sức chưa hòa giải xong rồi bí tích gì hả bí tích gì mình thánh chúa bí tích thánh thể nhớ không đi xưng tội lần đầu và đi rước lấy lần đầu là hai cái đi luôn kèm với nhau liền hai bí tích đi kèm với nhau liền ô kia chắc không biết đạo gì bia bỏ con không, không nhớ còn bao nhiêu bí tích nữa rửa tội dạy tội thánh thể mà nói vậy cho nó vắn gọn đi rồi thứ bốn thêm sức thêm sức thứ năm thứ năm hôn phối ạ. hôn phối rồi có thể thứ sáu là bí tích gì nhớ không sức dầu à, gì sức dầu sức dầu sức chưa dạ con chưa em mà sợ thế mà hỏi chưa <laughs> con chưa chúng ta cứ nghe mấy sức dầu là cứ rộn rợn tóc cái lên là sao có phải sức dầu là để chết không không Bí thích sức dầu là trong lúc mình bệnh Thì lãnh nhận bí thích sức dầu Để mình được thêm sức mạnh Và nếu đẹp lòng Chúa Chúa ban ơn chữa lành Nó là như thế Đủ sức mạnh để vượt qua căn bệnh và nếu đẹp lòng Chúa thì Chúa chữa lành chứ phải sức dầu là thôi 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 thôi, thôi 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 không 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 sức đâu sức 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 rồi đi 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 như cây sấy vậy rồi khi mà chị đã đánh nhận bằng đó bí tích rồi năm bí tích rồi phải không năm bí tích rồi ha cứ gì mà lý do gì cấm dỗ nào Nguyên nhân nào mà chị lạc đạo chia sẻ cho mọi người đó là cái điều mà hôm nay chị muốn hiệp hành với anh chị em Nên lúc lúc mà con con nó mất đó là con lúc đấy là con cầu xin chúa rồi con nói chung con con mất thì con cũng nói là thôi chúa à... đừng có nói cái đi rồi sao nữa là à, con của con sinh ra thật nhưng mà chính chúa là người dựng nên con của con. thì chúa để cho con thì con nuôi mà chúa cất con về thì con cũng à, thì con cũng bằng lòng theo ý chúa nhưng mà xin chúa cho con vượt qua cái nỗi buồn này để con lo no liệu việc cho con con ấy. tại vì gia đình con là chỉ có một mình con là thuộc tụ trong gia đình thôi mà bây giờ con mà gục xuống thì con không ai mà lo no cho con được. thế là con được ơn, ừ, Đấy là con bình tĩnh. cho đến lúc con lo no cho việc con có xong đâu ở đấy. xong bắt đầu là con cứ đọc kinh mà lúc đấy con mới buồn, con mới khóc, con mới hiểu con mới hiểu con mới bảo đi chút mà con lại không có no cho mẹ con lại no cho cái thằng em trai con tại bố mẹ con không còn nữa <laughs> mà con cầu xin hỏi con bà thôi lại chút con nhỉ? cầu mắt Được, bây giờ bây giờ chị nói chị đi vào cái lạc đạo như thế nào đi đừng có cầu nguyện cứ cứ, cầu nguyện cầu nguyện nó bao giờ cho mới xong chuyện rồi đi làm sao mà chị đi vào cái lạc đạo nói cho mọi người nghe à, trong cái lúc con hớt cái điện thoại con thấy có một cái hình tròn tim, cái gì cái gì hình, hình, tròn trái tim ấy cha hình tròn đẹp lắm xong cái lại viết một chữ amen nó con là chấm vào đấy là viết chữ amen thì thấy điều nạ sẽ đến với con thế con chấm vào cái thì cha Phan Chí Cô đặng văn thiện ấy cha mới nói con là con đã kết bạn với cha chưa thì con nói, thưa cha con đâu có biết cái của cha đồng con kết bạn thì cha kết bạn với con rồi con và con chấp nhận cái thì cha mới hỏi con có nỗi khổ nào không thì con kể cho cha để cha có giúp được gì cho con không Thì con cũng kể ra như vậy, nó bảo bố mẹ con thì mất hết rồi mà giờ chỉ còn có một em trai con thôi Mà bây giờ nó rượu lắm mà họ nó không nói mà nó cứ uống, nó uống không, nó không ăn Thì cha ấy bảo con là con vào nghe giảng đi Thì con nói là thưa cha bây giờ con nghe giảng thì con nghe giảng lúc mấy giờ cha Cha bảo 7 giờ tối thì con bảo chú chúa 7 giờ tối lúc đấy con đang đi làm mà chưa về thì thôi cha cứ giảng trước thì con về con nghe sau cũng được cái đầu cha bảo cha này bảo là cho thu vậy này chắc cha hỏi con đi làm về mấy giờ con mới về tới nhà thì con bảo thưa cha nó con đi làm về vậy là 21 giờ là 9 giờ đêm con mới về được tới nhà nhưng mà nhà con thì có thói quen là cứ phải đọc kinh tối nữa cha muộn lắm thì cha cứ giảng đi thì con nghĩ như giảng như bài giảng của cha thì con bảo con nghe cũng được cũng cái thì cha bảo cha sắp xếp cho con 9 giờ 15 thì cha nói vậy con bảo vâng thế cha giảng thì đầu tiên thì cha giảng thì cứ ơ, không phải cha giảng mà cha sắp xếp cho con thầy mà do an ấy giảng là nói với con là cũng ba bước công tác của Chúa. Ba bước công tác của Chúa thì con thấy hai Ba bước gì? Ba bước công tác của Chúa. Thế là con thấy hai có thể con đưa cả người nhà con vào nữa chứ. Chúa đưa hết mẹ chồng rồi mợ con rồi chồng con. Nhưng mà người nào vô cái ra luôn. Còn con con học đúng tới cái lớp nâng cao luôn. Thế lúc cái thế mẹ chồng con cái hôm đấy con buồn lắm, con nói mẹ Chúa ơi đáng lẽ con nghe lời Chúa thì con phải bình an chứ mà đây con nghe con càng nghe thì con cảm thấy nước nó cứ như thế nào mà nòng con ấy cứ thổn thức mà buồn như thế này thì con vừa đang nghe về thì cái sơ cắt mình sơ cắt mình gọi con bảo chứ mẹ chồng chị sao xuống rồi cái thì con lại bảo thôi để con cho mẹ con vô lại thế con cho vô lại cái mẹ con lại xuống má lại xuống cái con bảo thôi má không xuống thôi con hôm sau con mới gọi má con bảo thôi uh, tội má má chịu chứ má không có bỏ đạo thì con mới bảo chứ thì con đâu có bảo má bỏ đạo đâu thì con mà má nghe về má càng càng phải đọc kinh nhiều nữa chứ cái bà bà không có đạo nữa người ta bảo đạo cơ đốc thì con từ nào giờ con đâu có nghe cái đạo cơ đốc bây giờ con đâu có biết thế con mới bảo thế hôm chủ nhật con nghỉ làm con mới vào con điều tra thì cái đạo cơ đốc thế là cha khảm đức mục đức giám mục khảm ấy biết giải thích thì con nghe lại thôi cũng có người thắc mắc là cha giảng xong con biết ấy xong con nghe xong mà lúc đấy con cũng chưa nhận ra đấy cha thì con cứ nghe con cứ học thì cứ thôi các bạn này bây giờ phải kêu cầu với danh chúa toàn năng thì chúa toàn năng mới biết mà Chúa toàn năng bây giờ là đã xuống thế làm người rồi ở à, xuống như thế ra này rồi nhưng mà Chúa là người nữ chứ không phải là người nam à, ngày trước thì Chúa Yêu xuống như ngày xưa cũng vậy Đức Gia Vê xuống nhưng mà Chúa Giêsu xuống mà, mà cái gì, ai cũng cứ chờ là Đức Gia Vê đấy thì cái lúc đấy đang dịch lại bảo là con rồng đỏ nó cuốn tròn ở bên Trung Quốc ấy. mà cái lúc đấy là bên Trung Quốc là nó đang ngày dịch bệnh rồi nó bị cái đập nó bể ra nước thì con cứ mẹ chồng mình sơ đi bảo này chứ là à, cái kinh tinh kính này mà ngày sau chúa sứ xuống quán xét ngày rồi nói là thời ông Loe e như thế nào thì thời con người cũng như vậy thế con nghe hồi cái con nghe sao ủa kỳ sao sao lại nói là Nà, là bây giờ kêu cầu danh chúa toàn năng chúa thì nói vậy là không phải rồi vậy là mình đi nạc đạo rồi chúa toàn năng là từ lúc mà đức mẹ sinh ra là đã kêu cầu danh chúa toàn năng rồi mà thì con mới nói với sơ sơ nữa cũng không có nhớ là các bà con có đọc luôn cả cái kinh. đó mà hỡi linh hồn tôi hỡi khen chúa thần chí tôi hớn hở vui mừng vì thiên chúa là đứng cứu độ tôi phần nữ tỳ hèn mọn đoái thương nhìn thấy từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc đứng toàn năng đã làm cho tôi biết điều cao cả anh người thật trí tánh chứ tôi đời nọ tới thôi đời rồi. kia nhá yeah. tiếp, tiếp. đời nọ tới đời kia xong cái con này con nói với sơ nhưng mà con lúc đấy con cũng chưa có ấy xong cái con mới nói với sơ sơ rồi con bảo là kinh tinh kinh tinh kính cha cũng đọc là kinh tinh kính sơ còn không đâu không nhớ nữa cái con bảo kinh tinh kính là cái kinh mà mình hát ấy, chứ không phải là kinh đọc đâu rồi kinh thú nhận lúc đấy con nói rồi nhưng mà con chưa có nhận ra cha chồng mãi vì sao con nhận ra là con cũng phải cố con chia sẻ con bị con bảo là con đã nạc đạo rồi nó có không, không muốn để cho mấy người kia nạc đạo nữa thế con chia sẻ mà sách sự thật nên nó nấp nó cao nâng cao cứ nói là sách sự thật Thế lúc con bảo ủa sao sách tự thật mà đọc cái gì cũng bị xác thịt không à nhân thế này. cái đứa lúc con chia sẻ mãi được mãi đến cái bài mà con chiên nạc ấy con sau tự nhiên cái bài chiên nạc ấy là con vào cái con chia sẻ được luôn thì con cũng đọc hết những cái kinh ấy ra để con nói là rồi chữa kinh thú nhận rồi kinh tin kính rồi giữa đầu thánh lễ là cha bước vào là cha đã đã, đã kêu cầu danh chúa toàn năng rồi rồi giữa thánh lễ là cha đã kêu cầu danh chúa toàn năng rồi cuối thánh lễ cha cũng kêu cầu danh chúa toàn năng rồi nên bây giờ em đã biết là em đi sai đạo rồi. nên là cái là con là con chịu nghe có tí là con xuống rồi đấy cha nó con biết là con lạc đạo nhưng mà con cũng phải cố con theo dõi cả đến cả tuần đấy thì là con mới mới chia sẻ được tại vì những cái bài kia là sách chữ thật thì con chia sẻ con vô chia sẻ mà chắc con không chia sẻ được đúng như cái bài con chia lạc thì con mới chia sẻ được là con chia sẻ lạc xong con xuống nhưng mà lúc sau đó thì chị khám phá ra đó là đạo gì lúc đấy là con khám phá là con mới biết là đạo lúc đấy con cũng đạo là đức chúa trời Đức Chúa trời, chú trời. Không, mẹ Đức Chúa Trời lúc sơ nói con là à, tại vì bên à, Trung Quốc nó có cái đạo Đức Mẹ Đức Chúa Trời là ông Sơn Hồng gì đấy. Thì là ông nó, có là đạo Đức Mẹ Chúa Trời là là tại vì ông thấy là, chuối Chúa xu xuống thế bây giờ là người đàn bà đây người ta với nó là đạo Đức Mẹ Đức Chúa Trời. Nên cái hai đạo chỉ sơ còn chỉ con là cái cái đạo mà chùm chùm khan đấy. Rồi mà nó cứ cho uống nước hồng hồng là theo ấy nhưng mà ví dụ sau con mới biết là, là đạo đến đạo Đức với trời sơ đã đã con vào nạc nạc đường cha lúc đấy con, con đưa cả nhà con vào thì con nói là cha Francisco này thì con nghĩ là thánh Francisco ngày xưa là thánh đấy là đi truyền giáo mà thì mợ con mới cứ nói con bảo chứ chẳng lẽ đạo bên đạo công giáo mà 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 không được truyền giáo à mà. mà bên đạo công giáo mình đi truyền giáo con nói mợ truyền giáo rất là khó khăn cái gì cũng người ta cũng chịu nghe hết nhưng mà lòng thương xót chúa như thế con còn nói phải chứ nhưng chị mở thế không cha nào mới cho đi làm lòng thương xót chúa mà cha nào mà cho cứu các linh hồn đấy mà cha có được xuông sẻ đâu thì cũng như vậy thì con cứ nghĩ là cha đấy cũng như cha thôi thì cũng cầu nằm thương xót chúa thôi nhưng mà khi con biết ra là lúc lúc đấy thì con này nghĩ là mà con nó bảo là chứ này chú tách nào từ nọ này cái bà là sau này sẽ có thiên sứ giả con những thiền sứ giả chứ con không có nghĩ là các cha mà như vậy nên lúc mà con nghe bài giảng của cha cha bà các cha vì những nhạc đạo con bạn ấy chú tôi đúng là thôi giờ con chỉ cầu xin cho những người mà đã nạc đạo, đạo. Um, thưa anh chị em câu chuyện mà nãy giờ chị kể cho chúng ta và những câu hỏi mà tôi đặt với chị ấy ví dụ như là chị là đạo gốc mà ngay cả những bí tích mình không nhớ mình đã lãnh như thế nào như thế nào nữa thì điều đó chứng tỏ rằng là có rất là nhiều người mình mang danh là tô hữu là đạo gốc nhưng mà vì mình thiếu học hỏi hiểu biết về giáo lý, về kinh thánh, về phụng vụ. Cho nên vì thiếu hiểu biết như vậy, mình dễ bị lầm, dễ bị lạc khi có ai nói ngon nói ngọt dụ dỗ. Là một cái thứ hai nữa là vì không có hiểu biết cho nên là mình hay tò mò thấy cái gì hay thấy cái gì nó quảng cáo là cứ cho tay vào quệt quệt trên cái điện thoại có trái tim rồi bảo là bấm vào đây sẽ được ơn phúc là cứ bấm thôi đó cái con đường mà nó dẫn vô cái lạc đạo đó là sự thiếu hiểu biết của mình thiếu học hỏi thiếu hiểu biết và cũng thiếu bàn bạc nếu mà mình có gì thắc mắc thì có thể đi hỏi cha uh, xứ hoặc hỏi các thầy có sơ trong đạo của mình cho nó rõ nhiều bạn ngày hôm nay đi vào con đường lạc đạo ấy là vì cái sự tò mò các bạn có thể hiểu biết nhiều về khoa học kỹ thuật về những vấn đề chuyên môn những lĩnh vực chuyên môn nhưng mà dường như là con người mình nó không được cân bằng có thể là đầu to mà chân bé à, đầu to với kiến thức khoa học kỹ thuật nó to lắm nhưng mà đứng không vững trên đôi chân giáo lý kinh thánh nó quá nhỏ cho nên nó dễ bị lật dễ bị té dễ bị lạc thấy anh nói cái gì đó là vô coi vô coi nhưng mà vì không có đứng vững trên đôi chân giáo lý kinh thánh cho nó chắc vì thế mà nghe người ta nói cái gì là lao vào tin lao vào tin giống như người chị em này ừ, hầu hết những người mà đang đi vào những đạo gọi là rối đạo là tà đạo là nhưng phản đạo vân vân có đạo chống phá lại hội thánh công giáo có đạo chống phá lại đức giáo hoàng phủ nhận quyền bính của đức giáo hoàng rồi nói những thứ mà mình nghe không chấp nhận được ví như chị nói bây giờ chú nhập thầy là người nữ chứ không phải là người nam nữa chẳng hạn rồi đúng mọi thứ nhưng mà vì mình học hỏi thiếu quá thiếu quá mà hậu quả là gì hậu quả là do cha mẹ ngày hôm nay quá đặt nặng về vấn đề học đời kiến thức cho con mình nó học cho giỏi cho con mình nó có bằng cấp cho con mình nó đi làm có tiền chỉ nghĩ như vậy thôi dừng lại ở cái cõi đời này dừng lại ở cái sắc thịt này miễn sao nó giỏi miễn sao nó nổi tiếng miễn sao nó đi làm cho nó có tiền nó nở mày nở mặt gia đình bỏ để con mình đi học giáo lý thì cháu nó bận lắm, mắc học cái này mắc học cái kia, học nhạc, học vi tính, học anh văn, học đủ mọi thứ, còn học giáo lý thì không. Cho nên cái đầu nó cứ to mà cái chân nó cứ teo dần lại, teo dần lại, đôi chân giáo lý kinh thánh không vững thì lầm đường lạc lối là chuyện đương nhiên thôi. Đây là một mẫu ví dụ điển hình cho anh chị em thấy. Cái tệ thứ hai nữa là vì mình đã đi lầm đường lạc lối rồi, đã không biết rồi chưa tìm hiểu kỹ đã đi mời tất cả những người trong gia đình mình kéo nguyên một dòng tộc đi vào con đường lầm đường lạc lối ấy thấy tệ hại không cha biết ất giáp gì chưa hiểu ra cái gì cũng rủ bố mình rủ mẹ mình rủ con mình cháu mình ao ao đi vào rồi nó cũng không biết nó lại rủ thêm bạn nó đi ao hào đi vào vô tình mình tiếp tay cho ma quỷ chống phá hội thánh và đi vào con đường rối đạo lạc đạo Nhưng bè rối chống phá hội thánh chống phá đức thánh cha anh trâm thấy cái hệ quả đó. nó tài hại như thế nào tài hại như thế nào rồi đi vào đó mình lại thấy là có các linh mục có các tu sĩ lại càng yên trí đây là đúng rồi các cha các sơ các thầy giảng mà sao mà sai được nhưng mà anh trâm biết là bao nhiêu những người mà khởi đầu của những lạc đạo của những ly giáo lạc giáo đều là những người là linh mục ấy chứ công giáo ấy chứ lại là người xuất sắc tài giỏi đi chứ phải không lutero chẳng hạn hay nhiều giáo phái khác chẳng hạn nhưng việt nam mình cũng vậy có linh mục mà cũng đã từng đi dạy học mà cũng đã từng giữ nhiệm vụ nọ nhiệm vụ kia mà bây giờ người ta nghe thêm mà có cha đó mà sao mà sai được nguy hiểm chưa rồi kéo theo mấy bà sơ có có sơ gì đó cắt minh mà sao mà sai được rồi có ông thầy kia mà sao mà sai được Xin lỗi anh chị em Ai cũng có thể sai được Đức Thánh Cha cũng có thể sai được Vì trong lịch sử giáo hội đã có những phản Kitô Đã có những giáo hoàng giả Đã có Chứ không phải không Mà bây giờ với tình trạng này mà Nếu chúng ta cứ tiếp tục Để cho con cái mình Lao vào khoa học kỹ thuật Mà không nhắc nhở Học hỏi về giáo lý, về kinh thánh và chính vì thế mà chúng tôi mới dày công mỗi ngày cung cấp những món ăn tinh thần cho anh chị em. Lời Chúa, rồi chuyện các thánh, rồi những câu chuyện cổ tích mà được rút ra. Những bài học lòng thương xót Chúa, rồi những câu chuyện khó tin nhưng có thật. Của những chứng nhân lòng thương xót Chúa ngày hôm nay Rồi buổi chiều thứ bảy tàn mạn cuối tuần Nói với các bạn về vấn đề này Về vấn đề nọ, vấn đề kia Để giúp các bạn tỉnh ngộ Ý thức lại mình đang đi con đường nào Và những điểm hẹn Chúa Nhật như hôm nay chẳng hạn Để ta thấy có những chứng nhân Rõ ràng bằng xương bằng thịt Họ đã đi lầm đường lạc lối như thế nào Họ đã đau ốm bệnh tật như thế nào Họ đã sa ngã như thế nào Và họ được Chúa cứu chữa như thế nào Ta ơn Chúa cho người trẻ em của chúng ta Sau một thời gian u mê Lầm đường lạc lối Đã tỉnh ngộ ra Có nhiều người bây giờ Vẫn còn đang lao vào con đường đó nhắn tin cho tôi là chúng con sẽ về và đến cái nhóm lạc đạo đó, nhóm ly khai đó. Nhiều lắm thưa anh chị em. Từ Việt Nam đem sang Úc rồi đem sang Mỹ, rồi từ Mỹ từ Úc từ nước ngoài lại đưa trở về Việt Nam. Cái sự dữ nó lan tràn mạnh lắm. Cái điều tốt lành mình nói ít người nghe nhưng mà sự dữ lan tràn mạnh lắm. Cho nên chúng tôi cương quyết chống lại cái đó bằng những phương tiện truyền thông. Họ sử dụng phương tiện truyền thông thì chúng ta cũng sử dụng phương tiện truyền thông. Bây giờ họ cũng đưa những cái máy bài giảng lòng thương xót Chúa. Chúng tôi gửi những máy bài giảng lòng thương xót Chúa. Bây giờ họ cũng đưa những máy để là sách sự thật. Họ gửi cho người ta. Nghe chứ sách sự thật ai mà không đọc. Sự thật chứ có phải là sự gian, sự dối đâu mà không đọc. Những cái tựa đề rất là kêu như thế. Anh chị em thấy nguy hiểm vô cùng. Rồi là cái dũng từ trời từ trời mà chứ đâu phải từ ma quỷ đâu mà không đọc trong 10 điểm họ trình bày như chị nói họ nói rất là hay tám chín điểm rất là hay nhưng mà chỉ nhích một hoặc hai điểm sai là mình tiêu rồi chị em thấy không ạ cái bản đồ đi đúng đường nhưng mà gần tới đích cái chỉ thay vì bên phải nó nhích sang bên trái là coi mình tiêu rồi thấy chưa chỉ một tí thôi mà nếu mình không chịu học hỏi, không chịu nghiên cứu kỹ Mình dễ lầm đường lạc lối lắm Và hôm nay là có cơ hội Một người chứng nhân hiệp hành với người lạc đạo Để có dịp để chúng tôi trình bày lại với anh chị em cho thật rõ điều đó Để tha thiết Xin anh chị em Đặc biệt là những người trẻ ngày hôm nay mình hãy cầu nguyện và xin Chúa soi sáng cho mình biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là sự thật, đâu là sự gian, sự dối Mà ma, ma quỷ là vua là của sự gian dối Nói lừa người ta khéo léo vô cùng Và người ta lầm đường lạc lối rất là dễ Rồi khi chị thoát khỏi cái đó Thì bây giờ chị thấy như thế nào Nói lại cho mọi người nghe Từ lúc con thoát ra đấy thì con con thấy con bình an là lúc từ lúc mà con vào giám mục khảm con hỏi để biết là cái gì đấy thì lúc mà đức giáo mục khảm giảng kinh thánh một to, trăm tuần ấy thì bắt đầu là con nghe con nghe mà đến đâu thì con thấy bình an đến đấy Thế còn mới nghe trong con nói bảo chú tôi mà mình nghe lời Chúa suốt ngày như thế này mà mình đọc kinh hàng ngày như vậy mà mình không làm là không có lòng thương xót thì mình được cái ơn ích gì? Thì con mới cầu xin Chúa con mà con nhìn con bảo đấy chú thôi bây giờ làm sao mà con đưa em con được ra mà đấy là cái biến cố đấy là con con bảo làm sao mà con đưa em con ra được cái hỏi cái biến cố cũng này này chú chỉ, chỉ còn có trông cậy vào Chúa thôi. Con mới ngửa mặt lên cho nên bàn thờ con nói này, Chú Chúa Thần hãy soi sáng và mở lòng mở trí cho con để cho con biết cách cầu nguyện mà xin Chúa Anh Thần hãy cầu nguyện thay cho con và xin Chúa Thần hãy hướng dẫn cho con để con biết cách con đưa em con ra khỏi cái vũng này đấy. Chứ bây giờ chung quanh con con thấy toàn có màu đen, nó trắng có thấy cái gì là màu sáng tại em con nó này quá trời này rồi. Uống gì nào? Nó uống con nhìn nó uống rượu như uống nước cái cha nó cứ dậy nào, nó uống mà nó không ăn mà nó như ma vải bao nhiêu năm từ lúc mà bố con mất là 5 năm rồi đấy à. 6 năm rồi, giờ là 6 năm. Thế lúc thì con ấy bảo chứ chúa giờ con ấy bảo chứ chúa giờ dám mà còn cha nong thì coi gì có phải là giờ là con xuống tứ cha nong ấy thì con lại bảo thôi giờ mình ấn đại phải cái điểm và nòng chúa thương xót thử coi có thấy cha thì con ấy ấn vào cái con ấy thấy cha không mà nói chúa thôi cha vẫn còn đang nòng rồi chứ xót thế mà mình sao mà mình không có biết tại con đâu có từ nào con đâu có điện thoại con đâu có theo dõi lúc con có cái điện thoại cái thì con ấn vỡ ấn vẩn con nó vào cái chỗ đấy vậy mà lúc đấy con buồn con buồn thật mà tại vì con em con này lúc con con nó chết con em con nói vậy chứ à từ lúc bố mất bây giờ với con hương nó mất giờ là à, tôi mất lòng tin về chúa à chúa mà nếu mà chúa có lòng thương xót thì chúa không có như vậy thì con bản lại chúa xong mày lại nói như vậy mình cầu xin Chúa thì mình phải tín thác vào Chúa mình phải mà mà làm theo ý Chúa chứ mình vâng theo ý Chúa chứ sao lại theo ý mình thì con bảo thôi này, Chúa tôi như vậy thôi con của Chúa mà còn nghĩ như vậy thì, thì những người mà ngoại đạo thì người ta còn nghĩ về Chúa như thế nào. Bắt đầu từ đấy đi là con về nhà là con cứ đóng con đi làm thôi con về nhà là có đóng cửa phòng con ở mỗi mình con trong phòng. Rồi con đọc kinh con cứ lần chuỗi con thì sợ con chỉ xin Chúa Chúa ơi, cho con mất trí đi. Nhưng Chúa cho con mất trí chứ đừng có để cho con như vậy con buồn như vậy chắc con chết. Mà xin Chúa cho con quên nhưng mà chứ đừng để cho con quên Chúa. Cầu xin Chúa cho con khóc một lần, cho con khóc một lần dứt khoát để cho con quên đi chứ bây giờ con như vậy con chịu cứ đựng không nổi nữa. Mà cái đầu con muốn nổ tung nó con buồn lắm, con buồn lắm nó nớp mà nghĩ em mình bây giờ như vậy mà mình không có cách nào. Thế thì lúc con nó mở con thấy cha thì lại được đông một tuần lễ thì cái ông anh con ấy, ông ấy bảo này chứ, Ơi diễm diễm tao nghe hình như à, là à, cha Long cho có cái quán cà phê ở bên Hòa này. Bảo vâng em cũng vừa nghe thấy này, em vừa coi cha cha ấy mà em bảo mai em đi sang tìm. Thế con sang con sang ba lần cha, con sang quán cà phê lúc nữa còn cái nghe cha về nó con sang. Thì anh con bảo là mấy chục năm nay tao chẳng có xưng tội chúng lỗi gì mà tao nghe cái máy của cha nòng bây giờ tao muốn đi xưng tội lắm. Thì à, mày có cách nào thì bảo thế nếu anh muốn xưng tội là em đi em gặp cha để em trình cha cho anh xưng tội. Nhưng sang mấy lần lại không gặp. Không gặp cha thì con bảo thôi bây giờ anh đã có nòng mà đã biết quay trở đầu trở về rồi thì thôi anh cha nào giải tội cũng được thì anh cứ đi anh xưng tội đi. Thế là anh đi xưng tội. Con, ấy, con mới tìm con sang bên quán cà phê được ba lần thì con mới xin được cái địa chỉ là con ra cha con ra, ra cha lần đầu tiên thì con chỉ xin cha là cầu nguyện cho hai đứa em con được ơn hoán cải thôi thì lúc con về thì cha cũng chụp hình để cha cũng cho con máy rồi cha cho ảnh nhưng mà lúc đấy con rất muốn xin cha thêm một cái nữa tại con có hai thằng em mà trong cái con mà lại không dám xin mà giá lúc đấy con xin là cha cho đấy mà con lại không dám xin con về thì con về đến nhà một cái thì con lại chưa kịp cho thằng em con thì con lại gặp mấy cái ông bán vé số chua tới ông cứ bắn vé số thì ông lại ngày mà con cứ hay con đi ra để ông con đi ra điểm tin mừng đấy thì ông bảo hết mẹ ra đấy thì mua cho ông một cái máy cho, cho tôi một cái máy nhá bảo vâng thì lúc nào con đi con mua cho ông thế đi lúc có thì chả gặp ông cái là con ra được hai ngày là cha về trung tâm này thì chả thấy ông đâu thế lúc mà con về nhà thì ông lại gặp ông ông lại bảo con bảo lại chú thôi con có một cái máy con vừa ra cha cha mới cho mà bây giờ con cho ông ấy thì có em có lại không có thì con lại bảo chứ mà con đi lễ, con nghĩ bụng vậy trong con đi lễ mà con ái náy nương tâm lắm, con bảo này chứ. Hay là mình cứ cho ông đi, biết đâu Chúa lại cứu em mình cái khác. Thì con về nhà cái con vội vàng con nói với chồng con chứ bà chứ. Chúa tôi có cái máy mà lại biết cho cái ông già bán vé số đi chứ rồi. Từ giờ bây giờ gặp ông giờ lại không biết ông đâu mà cho. Cái ông chồng con bảo chứ ông ngày nào ông chả bán ông bán vé số bên quán cà phê bà con bảo vậy thì cầm sang cho ông đi. Cái là đến chồng con con sợ quên, sáng đi làm con sợ quên con lại treo nó cái máy trên cái xe luôn. Con chặn ông là hãy đem cái máy đi sang cho ông thế là đưa sang cho ông thì mấy ngày sau con gặp ông thì con hỏi chứ ông ơi con cho ông cái máy ông có nghe không bảo có tôi nghe hàng ngày cho ông ôm con bà con ôm hai vợ chồng con ông bà chứ chú tôi hai vợ chồng tốt bụng quá à, tôi cảm ơn bảo vâng thì ông cứ về ông nghe đi là ông sẽ thấy bình an trong cái đi lúc được đến đến chủ nhật thế là tự nhiên con đang nằm đây, thì thằng em con ra, nó ra nó nó, gọi điện ra nó bảo chứ nên đọc kinh cho thằng hải chắc thằng hải nó chết này chú tôi con nổ hết cả ruột gan có mới lên nên tới nơi thì có mới nhìn thấy nó vậy này thế chúa thì hình hình tượng của chúa giêsu chúa tôi nó tím sưng nó tím đen tím đỏ này. nó không còn một cái tí hình tượng gì thì con ấy vào con bạn đi chúa thôi sao mà em đã nông nỗi như thế này cái đầu là con điều nó tắm rửa xong bắt đầu là đưa nó nó về nhà thằng hưng nó, nó chết chưa lúc nó chưa cha thế là đến lúc con đưa về nhà hưng có đọc kinh thì con đọc kinh xong con mới nhắc nhở nó bà thôi bây giờ mọi từ xưa giờ em đã phạm tội rồi em có làm mất lòng chúa thôi thì giờ em cũng biết là ngày giờ chúa đó nếu mà gọi em về thì em cũng biểu em có xưng tội thức nễ em chị chị dắt chị chỉnh tra đến cho em xưng tội thì nó bảo là, chứ tội em bây giờ nhiều lắm cái bà chứ nhiều em nhiều cỡ nào chúa vẫn tha nhưng mà em có thật lòng em xưng tội em có thật lòng ăn năn hối cải không chứ còn chúa không bao giờ chúa nghĩ đến cái tội của tội của em đâu nên đầu là bảo đem đi, đi bệnh viện xong rồi thằng thằng thiều cái thằng em còn nó bảo chứ à không có đưa đi nữa đưa đi cứu nó mấy lần rồi chứ không phải là về nhà nó lại cứ uống mà con thần vân con buồn con về con email cha đây ơ lúc đấy còn chưa email cha nữa thế là con phải đi về đi về đến nhà cái đấy gọi con lên nữa nó bảo nên mà đọc quên chắc nó chết nó lên đến nên chỗ tôi đêm nó bỏ đi đúng là bà đúng là chúa hết chúa cứu chứ không phải nó bảo mày không cứu nó thì tao cũng cứu nó đêm nó đi cha biết ông quên bọn thị nguyện nó đưa vào bệnh viện đưa bệnh viện trong đêm lại trốn đi tiếp cái là bọn thì nó nó tưởng là dân vui cho cư đấy cha thế là hôm sau nó thấy lại trốn đi tiếp nó lại thấy nó lại dắt đưa vào bệnh viện cái nó mới đăng trên facebook này nhà cũng đứng đây đang đôn đáo đi tìm mà không thấy đăng trên facebook nghĩa là thấy nó mà vào vào thì lúc nhà con cứ con vào thì con chỉ biết là cầu nguyện cho em rồi con bảo thôi giờ đọc kinh mà xưng tội đi mà cứ nhắc nhở nó trong con gặp các sơ con cũng nhờ các sơ nhắc nhở nó để nó tỉnh đến lúc mà lúc đấy con nói thật là cha là con chỉ muốn cứu cái được kỳ nghĩ là cứu được cái phần hồn tại vì gia đình nhà con đã năm người vào cái phòng đấy rồi mà nó là cái người được ra là khỏi cái phòng đấy là là chúa thương nó giữ nắm rồi đấy thế thì lúc con thì mới, mới về con email cho cha con email cho cha, con bảo xin cha cầu nguyện cho em con nếu chúa để cho em con sống ấy thì khỏe mạnh được bình an về nhà được ơn hoán cải mà nếu mà chúa đã gọi em con về cho em con đau một giây đi một giờ đi trong một trong bình an ăn mà chết nành trong con ấy, lúc với ba chỉ chiều có mấy quỷ Con bảo Chúa thôi em con bao nhiêu năm tháng Mà không đi xưng tội trước nãy gì Mà con xin ơn chiếc nảnh cho mà nó hoang mang quá Rồi thôi ừ. mọi sự con vâng theo ý chúa Thì con đang nghe cái máy của cha Thì lại bảo là cái người mà chết mà Được các phép nhưng mà chưa chuẩn bị Thì không được như thế Chúa tôi con bảo chú tôi về không biết làm sao Thì con lại nghe thấy cái bài mà bảo là à, chỉ cần một người trong gia đình mà tin vào Chúa là Chúa sẽ cứu cả gia đình. Cái con chắc ta bảo là Chúa con tin thưa Chúa con tin con tin thật lòng nó đấy Chúa cái nào về cái nào đến lúc con đi gọi điện cho thằng hưng ấy nó bảo chứ à, hưng hưng và thằng hải nó làm sao rồi nó bảo nó tỉnh rồi nó tỉnh rồi cái thì con lại bảo chúa thôi bố mẹ bố mình ấy cũng tỉnh cho đến lúc chết rồi con hương cũng tỉnh cũng đến lúc chết con lại nói vậy cái là nên thì lúc nó ra, nó ra viện nó ra viện xong ơi đâu, không phải nó ra là phòng, phòng phòng ngoài cái con mới hỏi con nên nên còn cũng cứ nhắc nhở cho nó xưng tội thôi cái lúc con ra ngoài con bảo bây giờ em đấy chúa đã cứu em rồi đấy thì bây giờ em về em phải biết sửa đổi ý, con người của em đáng lẽ là em là chết rồi đấy mà ai con nhà tiền bạc đâu có thì con bảo thôi bây giờ con điện cho bà chị con bảo là bây giờ sắp xếp mà về bán cái nhà đi để mà kêu mà, mà, chữa bệnh cho nó cái thì bà chị con bảo chứ cái thằng hải là ông tuyến nó là không có cứu được mà hai thằng này giấu nó không không cứu được cái con bảo chứ không cứu được cũng phải cứu tại vì con muốn là cứu nó để nó tỉnh lại để con cứu cái phần hồn nó thôi chứ con con không nghĩ là con cứu được cái phần mà cứu phần xác mà đúng là không có chúa là không có làm ăn gì được thế con mới bảo vậy thế là bà đúng là nhà không phải bán mà bây giờ nó này mà được cái thằng lúc mà gọi mà chở đi vào trong mái ấm lòng thương xót chúa ấy cha lấy cái thằng say nó chở thằng xỉn chứ không phải đấy rồi cái ông mà bỏ mấy chúa mấy chục năm để chở con gọi mấy cái thằng tỉnh không có thằng nào nó ghét nó không nó không phải nói mà nó không có đứa nào bắt máy mà mỗi cái thằng say ấy, Nó gọi là nó bắt máy thế thì lúc mà đưa vào đúng cổ bây giờ hai thằng được hơn hết cái thằng ở nhà là từ hôm đấy giờ không uống rượu nữa mà lại xiêng đi làm còn trước nó không có đi làm cha nó quậy nó phá thuốc cả đêm vợ con nó ngủ nhiều khi có cái suối vợ nó bỏ thế mà bây giờ được cả ơn rồi có ông anh mấy chục năm không xưng tội rất lẽ bây giờ xưng tội rồi Hallelujah Chúa. Hallelujah hello chúa à, chị đang nói là máy ấm lòng thương xót tức là quán cà phê khát vọng lòng thương xót đó phải không? Dạ, dạ. vâng vâng là chị cứ gọi quán cà phê khát vọng lòng thương xót là máy ấm lòng thương xót mà dùng chiếc máy ấm cũng đúng thôi quán cà phê chỉ là cái tên cái tên thôi mà đúng nó là máy ấm lòng thương xót đấy một cái tên để cho nó hoạt động cho nó dễ nhưng mà thực sự nó là cái máy ấm chứ không phải là quán cà phê vì nơi đó, mái ấm đó dung nạp những con người ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền về thân xác, về linh hồn. Và chị đang vừa mới chia sẻ xong là một người thì chúa cứu vì rượu chè be bé bét cả năm năm trời, coi như là cái xác không hồn. Mà bây giờ thì đã được khỏi qua cái cơn bệnh thập tử nhất sinh ấy và đã quyết tâm bỏ rượu để trở thành một con người bình thường một người thứ hai là hai mươi mấy năm bỏ chúa đến quán cà phê khát vọng nghe đọc sách cầu nguyện và quyết tâm đi xưng tội đó là hai nhân chứng của cà phê khát vọng lòng thương xót mà chị là người thật việc thật đang ở giáo sứ francisco Xavier biên hòa anh chị em đang thấy một con người đây rồi đó là những cái ơn mà chị muốn chia sẻ cho chính bản thân mình là lạc đạo đã đi vào chính đạo rồi người em say xỉn bao nhiêu năm rồi người cậu hay người chú hai mươi mấy năm bỏ chúa cái này là người anh, họ không? anh họ là hai mươi, hai mươi mấy năm bỏ chúa ngoài ra còn những gì nữa chúng ta còn năm phút nữa để chỉ kể hết những gì ơn huệ mà chúa ban rồi chồng chị thì sao chồng con thì cái lúc đấy bị bệnh thì con em bệnh dâu bệnh bệnh phổi ấy cha nào phổ đấy xong rồi là đến lúc mà cái con em dâu ấy, nó bảo chị diễm ơi chị diễm chị chở anh tuấn ra giáo điểm tin mừng rồi này à cha ra nông, cha đặt tay cha cầu nguyện cho à, em thấy có người đến buổi sáng là buổi tối người ta đã về người ta tạ ơn rồi thì con mới hỏi đấy chứ vậy thì mày đã ra ngoài đấy chưa nó bảo chứ em ra từ hôm thứ bảy chiều hôm nay em về cái đầu bảo thôi để đến chủ nhật thì ta tao mới đưa anh ấy ra cái đầu đến chủ nhật có bao xe thì đến 2 giờ đêm rồi ông mệt lắm chồng còn mệt lắm rồi mà nó biến dạng người nó biến dạng rồi cái đầu lúc đưa ra đến 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 đến, đến giáo điểm tin mừng cái này có bảo số tháng thì còn có một tiếng hai tiếng là sáng rồi đi đi ra đến chỗ giáo điểm tin mừng là lúc đấy là 8 giờ mà ngồi đến 12 giờ bắt đầu cha mới đặt tay mà dám mà con mà biết ấy, thì là con đi vào luôn đấy thì các anh em thiện nguyện là cho vô nhưng mà lại không biết thì xếp hàng mà đi đến cái cửa một cái thì còn té cho bao nhiêu người đạp đấy nhỉ mà đến lúc mà đi vào nó con đấy, nắng quá nắng còn bảo chú thì chắc về cái này chết chứ không sống được này, chúa tôi mà con nói là đúng là được việc kiểu diệu của chúa làm chứ không thể nào về một cái là tỉnh luôn sức khỏe bình thường luôn con bảo này đúng là ơn chúa thật chứ không phải này xong là một lần nữa thì này, bảo lại chờ này cũng bị lại vào bệnh viện thì có cái ông bác sĩ này, ông đi từ ở trong phòng ông đi ra ông bảo ông này mà đưa vào trong nhà là ông chết mà người ta thường thường là mổ hay làm gì là phải vào ký giấy tờ để mới được đấy ông ra ông nằm ngay ngoài sân luôn con bà cái này chỉ có chúa làm chứ không ai ngay bị bị đồng nào con bảo cái này chỉ có chúa làm chứ không ai nào tự nhiên là chồng con thấy con đứa bé nó vừa đẩy tới đấy thế nào, tự nhiên ông đi từ trong phòng ra ông bà ông này mà đưa vào trong nhà là ông chết Hả ra là khoan là lấy hơi luôn là quần áo ấy phải sau phải lấy kéo cắt quần áo ra nó này là chồng con được ơn như vậy rồi Chúa! Hallelujah. 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 Hallelujah rồi xong cái lúc mà Trong cái biến cố đây là con về bắt đầu con lần chuỗi này chú tôi cứ, cứ cứ cực hình con lần chuỗi cha chưa thấy nó khổ lắm vậy thôi sao lại lần chuỗi mà khổ làm sao tôi chưa nghe thế này ai mà lần chuỗi khổ là như thế nào mẹ con thì lúc mà trước lúc đấy Nhà chưa đi thì mẹ con mới cứ đưa quyển sách lần chuỗi cho con thì con bảo là chứ thôi thì mẹ cứ đưa cho con đi để từ từ để con lần chứ bây giờ con phải đi làm thì con đâu có lần được 3 giờ chiều bắt đầu tư giúp chồng con về là có được ơn cái nào con lần chuỗi mà mỗi lần con lần chuỗi con đọc kinh thì con phải ôm đầu con rồi con cứ bạn ấy chúa chúa phạt con đi chúa 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 để như về, chắc con đọc kinh con mất linh hồn mất không đấy, chúa tôi muốn lần con đọc kinh mà con cứ đập đầu con về này mà con không nhất định con không bỏ chành chuỗi chúa con không bỏ nhà chuỗi là sao con bảo giờ cách nào con cũng không bao giờ con bỏ chỗ con phải lần chuỗi bây giờ con nếu có về nhà thì con lại lấy cái quyển sách của nhà, con mua ở ngoài cha nó cha có về con nhà con lấy cái quyển sách của mẹ con con giò con là có có giống không thì con dò con giống nó y rang luôn con bảo này chúa tôi đúng mẹ từ nào đưa cho con mà con đó đúng là đúng là chúa thử thách con này để con với đúng là đúng chồng con bị như vậy để bắt đầu có mấy nà nần nằm sốt thương xót này thế xong cái lúc mà con thì con không có, có có, đọc 3 giờ chiều được thì con cứ vào trong nhà công ty thì con làm giờ thiêng liêng xong cái đi lúc con cứ đọc vậy đấy giờ đến như cha cha cũng bảo là con cứ 3 giờ chiều thì giữa ba giờ chiều thì con không có làm được thì con cứ làm giờ thiêng liêng trong công ty thì con cứ hai rưỡi là người ta bắt đầu người ta người ta bấm giờ nghỉ ra thì con đọc năm chục kinh bên cô nhờ mẹ đến với chúa xong bắt đầu là con lần chuỗi lòng thứ xót chúa xong đấy rồi con đưa được cái, cái, máy thì con cũng đi về con cho cái người trong công ty mượn thì cũng một người bảo nó bệnh nó bảo chị tin thì tôi cho chị mượn cái máy để chị nghe thế mà chị thích thì tôi cho chị luôn ấy cái bà đấy bà nghe chồng bà đem thì bà bảo nghe rồi xong đến nước lượt nữa đưa cho bà nga bà ngồi chứ nào cha mày, máy này máy mới bây giờ phải không bảo vâng đưa cho bà hai tuần lễ bà nghe được có một bài cha xong mới còn cái con bé mà nó ở nó đằng sau ngồi sau con ấy cho nó là bên lương thì con cái bạn nó thì con cứ gửi bài của cha cha gửi cho nhóm khát vọng này thì con lại lấy về con gửi cho cái con bé đấy con bé đấy, nó mới hỏi ủa chị ngày nào chị cũng nghe cha này giảng à ừ chị nghe cha giảng à cha nó bảo ở ừ, cha này cha chữa bệnh giỏi lắm phòng chị thì con bảo là không phải cha không có chữa bệnh mà cha chỉ có cầu nguyện thôi bảo chứ mẹ em cứ đòi vài hoài cái con bảo chứ thích mày có chị tôi có tin không mà tin thì chị à, lấy cái máy của bà nga lại chị đưa cho em cái đầu đến lúc nó bảo là chứ nhưng mà chị đã đưa cho bà nga mà đưa cho bà mà bà có nghe rồi thì chị đưa cho em em nghe cái đưa về cho nó nghe nó nghe được hai ngày hai ngày nó vào nói với con chứ chị chị em hỏi thật chị nhá cái máy này mà chị mà hết mà chị, à, cho em, chị cho em hay chị cho mượn nếu mà chị cho em là em à, đem về em cho mẹ em cái con bảo là không thế mà em thích cho em cứ để em nghe đi rồi bữa nào chị ra cha rồi chị xin cho cha cha cho em một cái chị tặng cho mẹ em nhà em cứ yên tâm như vậy thế là hôm nay là con đi ra đây này cha đấy là trong công ty con làm À, thưa anh chị em, có cuốn sách lâu lắm rồi, người mẹ đưa cho mà đâu có đọc, đâu có coi. Mấy khi mà biến cố chồng mình bị như vậy, rồi mới đi, khấn cầu nguyện, rồi mới cho cuốn sách về, mới so lại của sao hai cuốn nó giống hệt nhau như thế. Mà mẹ mình đưa mình đã bao nhiêu năm mình chả đọc. Chúa của chúng ta, Chúa lòng thư xót, cứ kiên nhẫn, cứ đợi chờ con người ta hết biến cố này đến biến cố kia để nhắc nhở người ta quay về với lòng thư xót của Chúa. Ừ, bây giờ thì trước khi chia tay chúng tôi vâng con nên đồng nai này, vâng, không, con nên, con vâng. Con nên... à, trước khi mà chia tay thì chị có một câu chuyện mua để kết thúc à, rồi chúng tôi sẽ gửi tặng chị những món quà của lòng thương xót Chúa để chị đi về để loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người để câu chuyện chị muốn nói trước khi chia tay là câu chuyện gì con câu con cho con chia sẻ cái này cái hồ con nên đồng nai này con chỉ xin chúa có một câu một thôi con nói là chúa ơi con lúc đấy con không có tên tuổi trong xã hội nữa đấy cha bố mẹ con thì nghĩ con lên trên này là bên lấy chồng là cắt khẩu luôn thế con xin chúa này chúa con mà lúc con không có việc con xin chúa cho con con chỉ xin chúa cho con mỗi một cái sức khỏe thôi con xin chúa có một bữa sức khỏe thôi chỉ con có sức khỏe nó con mới đi làm được chứ con không có sức khỏe là con không làm được thì chú ban cho con cái sức khỏe là như chúa đã ban cho một con một cái kho tàng rồi còn công việc con không có, con có thể con đi làm được. Con không có ăn, con có thể là con đi nhặt dây chai, con vẫn có, có cái con ăn. Nhưng mà cái sức khỏe mà Chúa không ban cho con là con không có. Con không mua, con có tiền cũng không mua được cái sức khỏe. Mà đúng từ cái ngày con lên đây cho đến bây giờ là con không bệnh, không ốm đâu. Vì là Chúa đã ban cho con cái sức khỏe đấy là con tạ ơn Chúa là con. Được cái ơn đấy là con là, là mừng lắm rồi. Vâng, thương chiếm có nhiều người... Mình được cái ơn đó mình chả bao giờ nói lời tạ ơn Mà cũng chẳng cho rằng đó là ơn và tự nhiên tôi khỏe thôi Nhờ tôi tập luyện, nhờ tôi ăn uống Tại sao cũng có những người ăn uống Cũng có những người tập luyện, cũng có những người giữ điều độ Mà sao vẫn bệnh là bệnh, vẫn chết là chết Cho nên hàng ngày mình nhận ân huệ của Chúa Một hơi thở cũng là ơn Chúa Mà mình đâu biết tạ ơn Cái sức khỏe mình đang có Tôi nói được, tôi thở được, tôi đi được, tôi đứng được Đó là ân huệ của Chúa mà tôi có biết tạ ơn Chúa hay không Uhm, cuộc đời của mình Phải là lời tạ ơn Mà lời tạ ơn đẹp lòng Chúa nhất là Đi cao rao ngợi khen cho mọi người Như Chúa Yêu Sư nói với người được chữa lành Con hãy về và con nói với mọi người Những gì Chúa làm cho con Đó là lời tạ ơn đẹp lòng Chúa nhất Bây giờ thì uh, mời một bạn đại diện uh, Nhóm thiện nguyện Cộng đoàn lòng thương xót Chúa uh, Đem uh, quà đến để mà gửi tặng cho người chị em này uh, Trước tiên đây là À, chàng đang ở trong tháng 10 Tháng Mân Côi Hôm nay là ngày 15 tháng 10 Đây tặng chị uh, chàng chuỗi Mân Côi Chuỗi Lòng thư Xót Đây là chuỗi 10 Và đây là chuỗi uh, 50 Nha Vâng Chị nói là Yêu Sư Có lần chuỗi mà con thế này thế kia Ma quỷ nó Là một chị nhức đầu đủ mọi thứ Đó là sự thật Đó là sự thật vì ma quỷ nó không muốn cho chúng ta làm những việc đạo đức đâu Và đây là radio hiệp hành lòng thương xót là Tập 1 Chúng ta đang sống trong năm hiệp hành lòng thương xót Trong 52 điểm hẹn Chủ nhật của năm 2022 Chúng ta đã ghi nhận lại những chứng nhân Họ là tội nhân, là tù nhân, là bệnh nhân, là phế nhân Họ là người Việt Nam, họ là người Việt Kiều, Pháp, Đức, Úc, vân vân Trung Hoa, Trung Quốc. Họ là người công giáo họ là người không đạo là người chống đạo là người bỏ đạo là người khác đạo họ là nghệ sĩ là bác sĩ là ca sĩ và cũng là những kẻ tù tội xì ghe ma túy đâm thuê chém mướn vân vân họ đã được ơn của chúa như thế nào được ơn chữa lành bệnh thân xác bệnh tâm hồn ra sao chúng tôi ghi trong radio hiệp hành lòng thư xót tập 1 đến năm 2023 này bây giờ tháng 10 rồi còn hai tháng nữa thì chúng tôi kết thúc sẽ có radio hiệp hành lòng thương xót tập 2 của những chính nhân năm 2023 và đây là bài giảng lòng thương xót Chúa 300 bài giảng với 300 chứng nhân và những với 300 bài hát và những chính nhân đi kèm bài giảng này chúng tôi phát hành năm 2023 mùa phục sinh lễ đại lễ lòng thương xót và bây giờ là tháng 10, chúng tôi cũng đang chuẩn bị để đầu mùa vọng sẽ phát hành bài giảng năm 2024 cho anh chị em. Vì suốt năm 2023, rất nhiều người đã đón nhận. Bây giờ thì đang khao khát chờ đợi một mấy bài giảng mới nữa năm 2024. Và đây là cuốn sách mà có thể... Uh, cảm ơn con. Uh, có thể người mẹ của chị có cuốn sách rồi trả chị trả đọc mãi đến khi chị nhận được cuốn sách chị mới biết rằng đó là sách lòng thương xót hai cuốn đó bây giờ chúng tôi đã cải biên lại thành cuốn kinh nguyện lòng chúa thương xót đầy đủ hơn có lần chuỗi lòng thương xót lần chuỗi xin ơn chữa lành lần chuỗi mân côi viên rằng thánh giá những bài hát về chúa về đức mẹ thánh du xe rồi những bài kinh căn bản những kinh này rất cần thiết vì có nhiều người công giáo cũng chẳng thuộc nếu mà đọc riêng và nhất là những anh chị em dự tòng, những người tân tòng rất cần những kinh căn bản này, không kiếm đâu cuốn sách có được những cuốn những kinh này. Và bên cạnh đó là tài liệu về lòng thương xót Chúa. Tại sao không ai nói cho chúng tôi biết về lòng thương xót Chúa? Có cuốn sách này, chị sẽ đọc vững vàng, không còn lạc đạo nữa. Vì mình không học giáo lý, mình không học kinh thánh Và mỗi ngày chẳng chịu nghe giảng về lòng thương xót Chúa Cho nên ta đi lầm đường lạc lối rất là nhiều và cầu nguyện cho những anh chị em đang lầm đường lạc lối biết quay về bên lòng thương xót của chúa song hành bên chúa lòng xót thương song hành bỏ hết mọi vấn vương song hành chỉ có tình mến thương song hành cùng tiến về thiên đường